Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ đường Hùng Vương nha. Đó, cái cầu Hùng Vương thì phía trước mặt mình đó. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng rồi. Bữa nay là 12 tháng Chạp rồi. Còn chừng mười mấy ngày nữa là tới Tết rồi. Cái đường này lúc về thì nó làm lợi rất là bự, rất là ngon luôn. Lúc trước thì Tết là thường là sẽ tổ chức lễ hội ở dọc cái đường Hùng Vương này nè. Nhưng mà bây giờ thì nó dời ở lại cuối đường này, ngoài quảng trường đó. Cái nhà Hiếu Nhi thì bây giờ thì cũng dời ở ngoài cuối quảng trường rồi luôn rồi. Nhà Hiếu Nhi cũ thì bây giờ nó làm cái Vincom Shop House Mỹ Tho. Chỗ đó là xây chung cư để bán. Này mình qua bên khu vực của xã Đào Hạnh nha. Đường này thì mấy bạn thấy hai bên nhà của nhà lầu thì không, chứ thật ra thì nó chỉ có cái mặt tiền thôi, ở phía sau nó được con dải nữa rồi là hết rồi đó. Nhưng còn xa xa thì toàn đất vườn không mà. Nó qua khu vực này thì đa phần mình thấy mấy cái quán karaoke với khách sạn nữa, hai cái đó rất là nhiều, với quán ăn nữa. Thường thì cái đường này thì buổi tối nó mới sung. Nhưng mà mình thì quay tối thì cái camera mình nó hơi bị cũ chuối nên quay tối nó không có đẹp lắm. Nó lúc về thì gần Tết thì mình thấy đường phố thì nó nhộn nhịp hơn lúc trước. Nó đường này nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng lên ngay chỗ chợ Thanh Trì á nha. Còn quẹo phải thì cái hướng nó đi lại gần gần ngay chỗ chùa Vĩnh Tràng á. Nó ở đây toàn là khách sạn với ngân hàng được không? Đây ok nhóc luôn. Thường nữa thì gần Tết khoảng chừng lối khoảng chừng 20 á, là ở ngoài quảng trường nè thì nó tổ chức chợ bông với tổ chức hội chợ ngoài đó luôn. Mà thường mình thấy họ chợ bông mà tổ chức ngoài quảng trường này thì nó rộng rãi thì có rộng rãi thiệt, nhưng mà mình thấy nó không có nhộn nhịp như là ở vườn hoa Lạc Hồng ngày xưa. Tại vì thường thì nếu mà đi chợ bông ngoài đây thì thường ghé cái quảng trường đi tham quan cái quảng trường, là chụp hình ở quảng trường xong cái là thấy mỏi chân rồi, rồi lũ qua chợ bông nó đi đâu có nổi đâu. Ở bên phải mình thì đang tiêm vaccine nè, cái này là tiêm như cho mấy đứa nít. Lúc gà thì cái nào mà dính tới y tế thì mấy cái đó nó đông đúc lắm, đi mua thuốc hoặc đi tiêm vaccine đều là mấy cái chỗ tập trung đông người, cái còn bình thường thì nó cũng vắng. Chỗ này sửa xe, có lộn rửa xe chứ. Nhưng mà ấy, nhà lầu nhưng mà phía sau vẫn có đất trống. Nói ra ngoài đây thì ngày xưa thì khu vực này mình nhớ toàn ruộng lúa mà. Mà giờ ở đây thì kiếm miếng ruộng cũng hơi bị khó nữa. Giờ thường người ta lên đất vườn hết trơn. Ở bên trái mình thằng 27 á, buffet nướng. Thường mấy cái quán cái buổi tối nó đông kinh khủng lắm. Hai mười bảy mình nhớ như bên Bến Tre mình cũng có một quán nữa, đối diện siêu thị Go cũng bên 27 cũng có, như bên mình là như là khoảng 130 đó, không biết bên đây nhiêu. À mấy cái tòa nhà bên trái là cái đó là giống như là cái tòa nhà liên sở vậy, 4 5 6 cái sở gì mình thấy nó gom là một khu vực đó.
này giống như là trung tâm hành chánh đó. Cái đường này thì nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng nó đi ra ngang chỗ cầu Bến Chùa rồi nha, là cái hướng đi về Trung Lương đâu á, về thành phố rồi. Còn nếu mà bạn quẹo phải thì cái hướng nó đi về Gò Công, nó đi ra ngang chỗ khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh đó. Đường đó thì lúc gà nó mở rộng chạy cũng ngon lắm. Còn ở đây nếu mà bạn quẹo phải thì mấy bạn cặp với nhà thiếu nhi bạn đi thẳng luôn thì đi ra ngang chỗ chợ Bến Tranh nha. Nó phía trước mặt mình cái tòa nhà cao cao đó là nhà thiếu nhi á. Còn kế bên khoảng đất trống cái đó là quảng trường. Cái đó thì lúc trước thì buổi tối thì nó có bắn nước nó bảy màu rồi nhìn cũng đẹp lắm. Không biết lúc gà còn bắn hay không mình cũng chả biết luôn, lâu lắm mình không qua đây. Nhưng mà thường thì gần Tết á, thì nó sẽ xây dựng những cái chỗ giống như là lễ hội vậy đó. Nó ra bài biển được rất là đẹp. Là thường cái đó thì có bắn nước ra coi đã lắm, có tụi nít ra nó giọt nước luôn. Chắc khoảng chừng lối 20 thì người ta mới làm chứ giờ còn sớm, giờ mới 12. Năm nay thì 29 lên tới mùng 1. Tại vì còn khoảng hơn 2 tuần nữa. Cái đường lộ này thì nó mới mở, với hai bên này toàn là nhà xịn xịn đâu mà, bởi vì quán xá thì đây toàn là quán lớn mà, cái còn mà cái dạng bán hàng rong bán vỉa hè đồ ngoài đây thì hiếm lắm. Có buổi chiều thì những cái quán ăn nó hoạt động thì khu vực này nó mới nhộn nhịp được. Mình chạy cái hướng này nó hơi bị chói nắng tí nha. Lúc về thì ở dưới mình thì không khí nó bắt đầu nó se lạnh dần dần rồi. Sáng sớm là khoảng chừng 8 giờ vậy nè, mặt trời lên thì nó mới ấm ấm được. Chứ còn mà chừng 5-6 giờ mấy bạn đi ra đường là lạnh kinh khủng lắm. Như buổi tối thì nó cũng lạnh nữa. Lạnh là so với không khí ở dưới mình đấy nha. Ở dưới mình thì thường nó xuống chừng 24-25 độ là thấy lạnh rồi. Tại vì ở đây thường ba mấy độ thì quen rồi. Nên cái buffet thì đa phần buffet thì buổi chiều nó mới mở. Rồi hay phía sau nó thêm được giải nữa. Không sao toàn đất vườn cơ mà. Mà đường phố ở đây thì nó rất là sạch. Thường thì mình thấy đường phố mà chỗ nào mà người ta có buôn bán là sáng sớm là người ta dậy là người ta quét sạch trơn à. Còn mấy cái ngân hàng hay là mấy công ty bự bự thì bảo vệ quét, và là có lao công đồ quét bây giờ cũng sạch lắm. Thì giờ đang dịch nhiều nhà nó vẫn còn đóng cửa nhưng mà nó đỡ hơn lúc trước rất là nhiều. Giờ mình thấy nó mở cửa chứ cũng hơn phân nửa rồi đó, nó không có tệ hại như lúc trước. Lúc trước ngày 10 quán này chắc mở được 2 quán. Ở bên mình thì lúc về du lịch thì bắt đầu nó mở cửa nó đón khách lại rồi, mặc dù là khách đi le que nhưng mà dù sao thì có nhưng còn hơn không. Nhà mình sẽ quẹo phải nha, mình quẹo qua đường Lê Văn Nghề. Quẹo cái đường này mình đi sẽ đi ngang cái chợ, ngang chỗ chợ Hành Trì á, mình đi qua cầu Hành Trì luôn. Ở bên đây là cổ xa Đào Hạnh nha. Nhưng đây bán dưa hấu. Lúc gà thì trái cây nó rẻ lắm. Dưa hấu thì chỉ có 5-7 ngàn ký nha, chủ lắm là 10 ngàn à. Thanh long cũng vậy đó, thanh long ruột đỏ thì cũng có 5 ngàn, có chỗ thì 7 ngàn. Thanh long ruột ta trắng thì cũng vậy. Nếu mà tính cái lúc về mình thấy hình như là mua cái lọn rau sẽ nhiều khi nó mắc hơn mua ký trái cây nữa.
trái cây là so với những loại thường nha, chứ không so với sầu riêng nha. Sầu riêng thì lúc nào nó cũng mắc hết, sầu riêng thì bèo nhất thì nó cũng phải 50. Ở đây mấy bạn thấy mấy cái quán bên trái mình, nói chung là chạy dọc đường mà thấy mấy cái quán ăn mà có người ngồi ăn á là thấy nó cũng đỡ lắm mày. Chứ lúc trước là toàn là ngồi đuổi gùi không à. Đường này hai bên nhà cửa rất là đông nha, phía sau vẫn có đất vườn nữa. Ở mấy cái quán xá mình thấy khá là nhộn nhịp. Thường thì buổi sáng thì người ta bán ăn sáng không à, quán nhậu thì mới bán buổi chiều. Thường thì sáng thì bán phở, hủ tiếu rồi. Có chị đã bán chuối nướng, chuối đập chứ. Chuối đập thì nướng sơ rồi cái sắc ăn cái gưới nước cốt dừa lên ăn cũng đã lắm. Ở đây người ta bán đồ, người ta bày ra người ta bán. Thường thì đồ vỉa hè lúc này cũng nhiều lắm. Thường thì bán đó bạn khỏi cần thuê mặt bằng, bạn xin chủ nhà ăn tiếng cái bạn bày ra. Xong rồi cái chừng nào đi dọn cái xe tải rồi chạy. Bán cái đó thì chỉ có kỵ công an thôi. Tại vì thường cái dịp Tết nè, người ta lấn ra ngoài đường người ta bán á, nên nhiều khi mấy bác dân phố đồ người ta đi kiểm tra đó, ai ló ló ra đó thì người ta bắt dọn vô, còn không là tịch thu bảng hiệu được. Nói chung là cái mùa gần Tết này mấy bạn đi chợ nên bạn hay gặp lắm. Thường là cái đợt gần Tết gì thì lúc nào nó buôn bán, nếu mà tính ra nha, buôn bán thì doanh thu nó thể nó gấp mấy lần bình thường đó. Tại vì người dân người ta mua sắm cho Tết, mặc dầu là lúc gà là dịch nhưng mà mình thấy cái không khí Tết nó cũng tới cũng đỡ đỡ lắm rồi. Nói chung là nhờ cái Tết nên nhìn thấy cái chợ búa là nó cũng nhộn nhịp hơn lúc trước. Lúc trước mình đi ra cái chợ cái nhìn thấy mệt lắm. Ngày xưa thì mình thấy người nó cũng đã cách với người rồi, bây giờ thêm cái dịch nữa là giờ nó là cái khoảng cách nó cộng thêm được 2 thước nữa, vậy thì càng thêm cách xa luôn. Ở phía trước mặt mình đó là cầu Hành Trị nha. Này mấy bạn quẹo trái hoặc quẹo phải cũng được, thì nó dọc cái bờ sông Bảo Định đó, thì lúc này nó làm bờ kè chạy cũng được lắm. Chỉ có điều chạy ngay chỗ mấy cái cống thì nó hay bị sụp nha, chạy cái đó mấy bạn cẩn thận tí. Cái bờ kè hay bên không, nói chung là bên bên bảo Bảo Định thôi, bên bên xã Đào Hạnh thôi, chứ còn bên kia thì không có cất được. Lúc trước thì mình có làm cái clip cũ về cái dọc cái bờ kè sông Bảo Định đó, bạn có coi thì coi lại. Ở phía bên trái mình nó chợ Hành Trị. Chợ này nếu bạn muốn vô phải gọi xe. Nó rất là đông luôn nha. Nó chạy ngang mà thấy xe nghịch ngùng rồi là cái chợ là bạn thấy ở trong là đã lắm. Chứ nó bán thêm được phía bên trái mình chút xíu nữa. Mình thì đó giờ mình đi chợ thì mình thích chạy vòng dọc đường không à. Mà không thì lủi vô mấy cái chợ mà xe vô được thì mình mới vô. Chứ còn mà cái chợ mà gửi xe vô thì mình lười đi lắm. Giờ mình sẽ ra đường ấp Bắc nha. Đường này nếu bạn quẹo trái thì cái hướng đi xuống giếng nước, đi xuống cầu Nguyễn Trãi rồi, thì mình sẽ quẹo phải cái hướng đi lên Trung Lương. Còn các bạn đâm thẳng luôn thì cái hướng ra ngay chỗ chợ Hàng Cồng á. Ở đây có hai cái nhà thú này rất là đắt luôn. Trước mặt mình đó là cầu Bạch Nha. Cái cầu này lúc này nó đổ bít chịch rồi, nhìn nó giống như là cái con đường vậy. Tại vì lúc trước mình thấy cái cống nó rất là đen, nó hôi nữa. Giờ nó đổ bít cái cống luôn rồi. Giờ cái đó giống như là cái con đường hẻm người ta đi vô nhà vậy. Đường ấp Bắc thì lúc nào người ta buôn bán cũng tấp nập á. Ở bên phải mình là chùa Phổ Đức nha. Chùa này thì nó cũng cất sửa lại rất là đẹp. Ở đây hiện thường nó có mấy quán cơm tấm nè, tại sát bên là trường đại học Tiền Giang. Mà lúc này trường học nó đóng cửa nên nó cũng vắng lắm. Hồi nay như mình thấy trường học như nó mở cửa là làm sao á, thấy trọng xe gửi quá trời luôn. Nó đây bên nhà xe giáo viên cũng có nữa.
Chắc nay chắc mở lại rồi quá. Mình thì tại vì lâu quá rồi mình không có đi học nên mình cũng không có rành. Cái bữa đó mình chạy ngang khu vực Long An á, thì mình thấy trường học của trở này học sinh cấp 2, cấp 3 vậy thì thấy đi học rồi. Còn ở dưới Bến Tre với Tiền Giang thì mình thấy chưa. Bữa chạy Trà Vinh cũng không thấy, cũng chưa đi học nữa. Nó đây thì mấy bạn thấy nhiều căn nhà đóng cửa đó. Cái đó lần thường là do đa phần là nhà đó là nhà thuê không à. Nhà thuê rồi chủ cũ người ta bỏ đó, rồi chưa có chủ cũ mới. Chứ đa phần là những cái người mà người ta tại nhà lúc nào người ta cũng buôn bán. Lúc gà thì đang mùa dịch thì mấy bạn đi mấy bạn gặp nhà cho thuê nhiều lắm. Ở hiện tại mình có quán phở Mỹ Tho này, quán này đông ghê luôn. Hai cái quán sát bên là quán này cũng đông á. Lúc trước mình ăn mình nhớ như là 25 27 ngày diện tô á. Không ngày cũng hơn nửa năm mà mình chưa có ghé đó mình ăn nữa. Thường thì mình qua đây mình ăn phở thì mình ghé ăn đó. Còn ăn hủ tiếu thì mình ghé ăn Sáo Sen hoặc là ăn Tiết Ngân. Nhưng mà lúc gà thì làm không ra tiền nên mình cũng ngán. Mình ăn bên mình thì nó rẻ hơn. Ở bên đây tô hủ tiếu thì nó thường là nó khoảng 40 hoặc 45. Đó là của thằng Sáo Sen hoặc là của thằng Tiết Ngân đó nha. Còn bên mình thì tô hủ tiếu chừng 20 hoặc là 25 à. Còn ăn hủ tiếu gõ thì nó có 15 ngàn. Mấy cái cây thì người ta tỉa tót rồi lại hết rồi. Bây giờ thì gần Tết rồi nên người ta dọn dẹp rồi hết. Rồi nhiều nhà mình thấy người ta bắt đầu người ta sơn phết đồ. Vỉa hè ở đây thì cũng làm lại hết rồi. Mấy cây thì bạn thấy cũng quét vôi đồ. Nói chung là gần Tết thì gần như là chỗ nào ta cũng sửa sang lại. Cầu thì cũng sửa lại. Còn đường phố thì người ta cũng quét cát đồ bớt. Thường thì mấy cái đường này thì Tết thì sẽ người ta sẽ có để mấy cái chậu bông nữa. Bây giờ thì chưa, chắc cũng khoảng lối hai mấy người ta mới để. Mình thường thì mình thấy đi mà các bạn đi tham quan đường phố và đi khoảng chừng cái lối mà chừng 29 đổ lại á, thì thấy nó rất là nhộn nhịp. Chứ còn mà Tết rồi đi ra đường nhìn thấy nó gầu lắm, nó vắng quay à. Tại vì thường mấy ngày Tết thì đâu có ai đi chợ búa gì đâu. Có nhiều người ta mở ra người ta lấy ngày thôi. Đó, nhà bên phải mình là nhà xe Hùng Hiếu nha. Giờ nó cũng vận chuyển hàng không mà đâu có người đâu. Bên trái mình là khách sạn mà hở mình nó cũng đóng cửa này, mình thấy nó mở lại rồi nè. Ở phía trước mặt mình nó là cầu Đạo Ngạn nha. Còn phía bên trái là cầu Lý Thường Kiệt. Nó sát bên này nó có cái công viên luôn. Ở đây thì lúc gà nó gắn cái đèn xanh đèn đỏ ở đây rồi. Chứ ngày xưa ở đây thì chạy thoải mái. Nhưng mà tại vì chạy thoải mái nên khúc trước thì cái này qua lộ khó khăn lắm. Giờ có đèn xanh đèn đỏ nó đỡ, nhưng nó ít gây tai nạn hơn lúc trước nữa. Như lúc gà mình thấy ở Mỹ Tho thì đèn xanh đèn đỏ lúc gà gắn cũng hơi nhiều á. Lúc trước thì chỉ có mấy cái thôi. Còn giờ gần như là mấy ngã tư đều gắn hết trơn. Giống như lúc gà mình thấy mật độ dân nó càng ngày nó càng đông hay sao á. Này thì hồi mình chạy tới ngay chỗ chợ Bảo Định thì mình sẽ quẹo qua cái hướng ra cầu Gạch Miễu nha.
Ở bên trái mình nó là nguyên cái hàng bông giấy luôn á. Bông giấy này nay mình thấy giống như nó bị èo hay sao mà thấy nó vàng lá hết trơn à. Thường thì bông giấy người ta mùa này người ta nở rất là đẹp luôn, mình nay sao thấy ở đây nó èo quá, làm như thiếu nước hay thiếu phân vậy. Ở phía bên trái mình nó là siêu thị Co-op Mart nha. Ở Mỹ Tho thì lúc gần thì có hai cái siêu thị bự, cái Co-op Mart với cái Go. Cái Go thì nằm ngay chỗ gần cầu Gạch Miễu. Lúc trước thì nó có cái siêu thị Tiền Giang ở gần cầu Quay nữa, với cái siêu thị nhớ như là Đại Nam mà ngay chỗ chợ Hàng Bông đó. Mà giờ hai cái đó là nó dẹp rồi. Ở bên trái mình nó là bến xe Tiền Giang nha. Bến xe thì giờ vô đa phần gửi đồ mà chứ không có khách khứa gì. Hiện tại thì mình thấy chỉ có xe buýt là cho chạy rồi thôi, chứ còn xe khách thì chưa thấy chạy. Xe khách thì đa phần thì chạy toàn là chở đồ không à, không thấy người ta. Ở bên trái mình mà nguyên cái dải bông giấy này mà nó nở là nhìn đã lắm. Có nguyên cái trục đường mà thấy toàn là bông giấy không à. Ở bên khu công nghiệp Châu Long mình cũng vậy đó, nó trồng hai dải bông giấy mà mỗi lần nó nở mấy bạn nhìn là mê luôn á, nó đỏ rực đã lắm. Mà ở đây thì đa phần người ta trồng bông giấy thường mà, còn nếu mà trồng bông giấy thái á nha, hoặc là thêm trộn thêm vài màu cho nó lại dạng bông giấy ngũ sắc á, là khi mà nó nở ra mấy bạn nhìn là mê người luôn á. Còn một màu thì nhìn khi nó cũng hơi đơn điệu một tí. Cái này hai bên thì hai hàng me. Ở Mỹ Tho thì đa phần thì me, móng bò với bằng lăng. Mình thấy ba cây đó nhiều. Đây mình sẽ quẹo phải nha, quẹo phải qua chợ Bảo Định cho bạn coi. Cái chợ này thì nó cũng nhỏ chứ nó không có bự, nhưng mà nó buổi sáng thì nó rất là đông. Có lúc gà mấy bạn đi vô mấy cái chợ là mấy bạn sẽ thấy có không khí Tết rồi. Tại vì lúc gà người ta bán ba cái bao lì xì và ba cái đồ hoa giả rồi á. Nhìn cái chợ nó tươi tắn hơn lúc trước. Với lúc gà thì người ta cũng quen dần với dịch rồi. Nó bạn thấy người ta đi rất là đông. Chứ lúc trước mà đi chợ thấy gầu lắm. Bán những cái người ta bỏ đồ cái gỗ người ta chiền ra giống như là cái lồng hái trái cây vậy. Còn bây giờ thì nhiều người ta cũng lười nhá, giờ người ta quen dần rồi. Nhưng mà bạn thấy mấy cô gì mà trải miếng bao rồi ngồi bán cái đó đa phần là bán đồ vườn không à, ở nhà người ta có gì người ta đem cái đó ra người ta bán. Ví dụ như nhà có trồng bầu bí mướp được ăn không hết thì sáng người ta đem ra mớ người ta bán vậy đó. Có người thì người ta gửi người quen bán, có người thì ta ngồi đó ta bán luôn. Cái chợ thì nó nhỏ nhưng mà vô phải gửi xe nha, mình không có chạy xe vô được. Thường thì chợ sáng là vậy đó. Đa phần thì bạn có thể chạy vô được á, nhưng mà cái anh giữ xe sẽ giữ xe bằng lợi, tại vì nếu bạn chạy xe vô được thì anh giữ xe anh đâu có lấy tiền giữ xe được. Bởi vậy mình đi chợ mà mình thấy không có anh giữ xe đó là mình lủi vô à, chứ còn thấy thì chạy vô mất công người ta mắc lại cũng vậy à. Còn có nhiều chợ thì cái chỗ giữ xe nó xa xa cái chợ thì cũng đỡ, còn cái chỗ giữ xe phải nằm trước cái chợ là hơi bó tay. Ở đường này nếu các bạn quẹo phải thì cái hướng nó đi về Trung Lương nha, về Sài Gòn đó, đâm thẳng thì đi ngang chỗ cầu Gạch Miễu đi về Bến Tre. Còn quẹo trái thì cái hướng ngược là đi vô thành phố nha. Giờ mình sẽ đi thẳng luôn, này là quốc lộ 60, mình đi thẳng mình đi về Bến Tre luôn. Bữa nay thì mình ra đường mình thấy đường phố nó rất là nhộn nhịp, nó đỡ hơn lúc trước. Nói chung là từ bữa mùng 9 tới nay á, là mình thấy quán xá rồi chợ búa rồi là nó sung 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 rồi. Nó có không khí Tết rồi đó.
chứ còn mà trước của mùng 9 đi mấy cái chợ thấy nó thấy gầu ghê luôn. Có nhiều chỗ thì lúc gà bắt đầu người ta bán ba cái hoa rồi, giờ người ta mua về từ từ. Nhưng mà thường thì hoa vào khoảng lối chừng hai mấy á, hai mấy khoảng chừng 22, 23 độ thì người ta bắt đầu người ta mới bán nhiều. Bây giờ chỉ có lai rai thôi. Nó dọc cái đường này thì mấy cái quán cà phê gội đầu nhiều lắm nha, hai bên luôn á. Nhưng mà đa phần thì cà phê gội đầu thì buổi chiều nó mới hoạt động, buổi sáng thì đa phần đóng cửa nè. Buổi chiều thì mấy bạn chạy dọc cái tuyến đường này nè, nói chung là từ từ Trung Lương mà mấy bạn chạy qua tới cầu Hàm Luông luôn á, thậm chí là đi qua bên tới Trà Vinh luôn á. Đầu mấy quán cà phê gội đầu nhiều lắm, chiều chiều là thấy mấy em xinh tươi là đang ngồi trước á. Có bạn thì ngồi bấm điện thoại, có bạn thì ngồi giũa móng tay, có bạn thì ngồi thơ thẩn. Mấy bạn mà chạy xe chậm chậm mà mấy bạn ngó ngó vô là người ta mắc bạn á. Lúc trước thì mình cũng đâu có biết đâu, mình chạy cà ghề cái người ta mắc vô mình tưởng người quen, mà mình nhìn thấy lạ quá, ủa này đâu có quen đâu. Sau này thằng bạn mình nó nói mình mới biết. Đây, nhiều khi chạy xe ngắm cảnh cũng không yên, nó khi phải mình cái bệnh viện nó mới mở nè. Lúc về mình thấy ở dưới mình nó mấy cái cơ sở y tế mà nó mở dạng giống như là bệnh viện đa khoa một của tư nhân á, lúc về hình như mọc lên cũng được mấy cái rồi. Mà cái nào mình thấy mở ra thì nó cũng rất là đông khách nha, tại vì ở dưới mình mà mỗi lần mà đi bệnh viện thì mình nghe là mình mệt tới luôn á. Đi khám bệnh cũng vậy đó, đi một lần là gần một ngày trời, bèo nhất là cũng phải nửa ngày vô chờ đợi kinh khủng luôn. Kỳ đó mình nhớ có một lần mình bị sốt mà mình đi vô mình ngồi mình đợi biết ngồi cái mình đổ mồ hôi cái mình khỏe người thôi mình đi về luôn, mình khỏi khám luôn. Ở dưới mình thì giờ đa phần người ta có đi khám, người ta lại mấy cơ sở y tế mà tư nhân lại đó thì người ta nhanh gọn lẹ, mặc dầu thì nó tốn tiền chút xíu, chứ còn mà đi khám bảo hiểm đợi cốc một câu lâu lắm. Đi khám thì nó đã lâu rồi, nhiều khi mấy bạn đi xét nghiệm đó, còn kinh khủng nữa. Rồi xong rồi ra còn đợi lấy thuốc bảo hiểm là thôi. Có mấy bữa mà lỡ xui mà đi mà người ta đông đó. Không phải bạn thấy mới mở ra mà cái nhỏ này rất là đông luôn. Lúc về là mấy cái cơ sở khám bệnh với mấy cái chỗ bán thuốc á, là mấy cái chỗ đó đông lắm. Với mấy cái chỗ mà mình thấy giao hàng á, giao hàng tận nhà đó, mấy cái chỗ nó cũng đông đó. Dạng như mua hàng online ở dưới quê mình lúc gần thấy người ta mua hàng online nhiều lắm. Bây giờ thì đa phần ai cũng có cái điện thoại hết rồi, có người thì hai cái là bình thường, cái cụ bắp để nghe gọi với cái cảm ứng là để lướt web chơi Facebook rồi. Mấy người mà khoảng chừng 50, 60 thì cũng có chơi bình thường. Ở phía trước mặt mình là cầu đỏ nha. Như thường thường mình thấy mua hàng online thì người ta mẫu mã nó đa dạng hơn. Thường thì dọc cái tuyến đường này lúc trước là bán ăn uống, bán cà phê đồ cũng nhiều lắm. Mà lúc ra thì xe khách đâu có nhiều đâu. Cũng như dọc cái tuyến đường này mấy cái trạm dừng chân á, thì lúc gà người ta cũng có mở nữa nhưng mà gần như là không có khách khứa nha. Tại vì đa phần thì phục vụ khách vãng lai với xe khách, xe đò nữa không ạ. Mà giờ mấy cái xe nó đâu có chạy đâu. Ở phía trước mặt mình là đường Đoàn Thị Nghiệp nha. Cái này nếu bạn quẹo phải thì cái hướng đi lên chỗ chợ Trung An á. Còn quẹo trái thì cái vô lại thành phố, vô lại ngay chỗ gần gần chỗ đường Lý Thường Kiệt á, gần ngay chỗ cầu luôn. Bởi vì chạy những cái tuyến đường quốc lộ vậy nè, nó khá là buồn.
Nhưng cái hướng này thì mình chạy nó hơi bị chói nắng một tí nha. Thường thì mình quay mình hay đi trễ lắm, khoảng chừng 10 giờ mấy á. Đi giờ đó thì chạy quay nó ít chói nắng lắm. Còn đi mà buổi sáng vậy là chạy là dướng ngay cái hướng mặt trời là quay hình nó đen thui à. Cái này thì mặt trời nó vuông góc với mình nên chạy nó quay nó cũng đỡ đỡ nè. Ở đây bên phải mình thì đa phần là bằng lăng không à. Phía sau thì đa phần là đất vườn không nha. Nó có cái mặt trước không à. Ở bên trái mình nó siêu thị Vô Mỹ Tho. Siêu thị này nó có cái điểm mạnh đó là vô mấy bạn gửi xe không có tốn tiền. Mình thường hay lúc trước là mình hay vô đi dạo lắm. Vô bỏ xe đó cái mình đi dạo một vòng tránh nắng hay là ngắm cảnh vậy đó. Xong cái mình đi về. Chứ còn những cái siêu thị khác thì đa phần lũ vô là gửi xe cũng phải 2.000 hoặc là 3.000. Ở đường bên phải mình là cái hướng đi về Trung An luôn nha. Còn quẹo trái thì cái hướng đi vô chợ đêm. Lúc gà thịt heo nó rẻ đó, người ta làm đặc sưởng cũng nhiều lắm. Ở bên phải mình thì cái đó là hướng vô khu dân cư nha. Ở tổng thì khu dân cư cũng đẹp lắm, toàn là nhà lầu không à. Khu dân cư đó là nằm sát bên thằng bệnh viện quân y 120 luôn. Như lúc gà thì gần Tết nữa, người ta bán lạp xưởng cũng nhiều nữa. Các bạn đi dọc bên lộ bạn thấy người ta treo lồng hồng đó. Nó đa phần là bán không á. Hình như cũng 200 mấy gần 300.000 ký á. Mình thì đó giờ là xưởng người ta cho mình ăn không chứ đó giờ mình không có mua. Với đó giờ mình cũng làm nhà hàng nữa, nó có hay có lạp xưởng ăn thì lâu lâu thì lấy cái thì chiên ăn hoặc là hẹo nước cho nó mềm rồi nó săn lại là ăn thôi chứ đó giờ lạp xưởng mình không có mua. Ở phía bên phải mình đó là bệnh viện 120 nha. Lúc gà thì cửa trước nó đang làm, mấy bạn có đi đi cổng sau á. Ở phía trước nó đang xây rất là hoành tráng luôn, làm bờ kè đồ nhìn đã lắm. Này mình quay phía ngoài cho bạn coi. Mấy cơ quan nhà nước thì mình không có vô quay, nhiều khi mệt lắm. Ở phía trước mặt mình là cầu Bạch Miễu nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.